Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, AFA, ông Claudio Tapia cho biết, đội tuyển và cả bản thân Messi đang có những thay đổi để danh thủ này vẫn góp mặt tại World Cup 2026. Tôi đã mơ và hình dung ngày Messi sẽ thi đấu tại World Cup 2026. Thực tế, thì với những điều kiện về thể chất mà cậu ấy đang thể hiện hiện nay, tôi tin Messi sẽ rất dễ dàng thi đấu thêm một kỳ World Cup nữa, ông Claudio Tapia nói tại sự kiện Sports Summit Leader được tổ chức ở Buenos Aires, Argentina, ngày 5 tháng 9. Tôi thấy Messi đang thay đổi và thi đấu ở vị trí mà anh ấy mong muốn khi ở độ tuổi gần 40 sẽ dự kỳ World Cup kế tiếp. Đội tuyển Argentina cũng sẽ có những thay đổi thích hợp. Điều quan trọng nhất, Messi vẫn cực kỳ hạnh phúc và luôn mong muốn thi đấu ở đội tuyển. Dĩ nhiên, cũng sẽ tùy thuộc vào quyết định của Messi. Nhưng chúng tôi luôn mơ về ngày Messi dự World Cup 2026, ông Claudio Tapia chia sẻ. Trước World Cup 2026, Messi cam kết thi đấu cùng đội tuyển Argentina tại Copa America 2024. Chúng tôi thật hạnh phúc khi biết rằng, động lực và niềm đam mê của Messi vẫn còn nguyên vẹn. Anh ấy chấp nhận ngay thử thách tiếp theo và cùng chúng tôi bảo vệ danh hiệu vô địch Copa America. Messi rất hài lòng với đội hình hiện nay và đang được xây dựng thế hệ kế tiếp, vẫn do huấn luyện viên Lionel Scaloni dẫn dắt. Tôi hy vọng, sau Copa America 2024, Messi vẫn giữ nguyên động lực để sát cánh cùng đội tuyển, ông Claudio Tapia khẳng định. Messi vừa trải qua hành trình thi đấu đầy ấn tượng cùng câu lạc bộ Inter Miami, 11 trận bất bại, ghi 11 bàn và có 5 kiến tạo thành bàn. Anh vừa trở về tập trung đội tuyển Argentina thi đấu 2 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gặp đội tuyển Ecuador lúc 7 giờ ngày 8 tháng 9 trên sân nhà và gặp đội tuyển Bolivia tại sân khách ở La Paz lúc 3 giờ ngày 13 tháng 9. Messi sẽ vắng mặt 2 trận của câu lạc bộ Inter Miami dịp này, gồm trận gặp câu lạc bộ Sporting Kansas City và Atlanta United.